làm cái gì đó. Tôi ạ. Hey, bắt quả tang rồi nha. Thì qua hôm qua, quà của tôi bị mất trộm là do ông. Ông qua ông hái quà của tôi đúng không chứ hả? Chỉ bởi vì bông hoa đẹp quá thôi đó mà. Hay à, quà đẹp thì để ngắm chứ làm sao mà hái hoa của người ta. Ông có biết là người ta đã tốn biết bao nhiêu là công, biết bao nhiêu là sức để người ta có trồng trồng bông hoa này không á hả? Xin tha thứ cho ta, bởi vì công sức của cô nương trồng cây bông đẹp quá ta không thể kiểm được lòng đó thôi. Hey, nhưng mà ông hái hoa của tôi về làm cái gì chứ hả? Về chừng. Chừng, 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 chừng. Hay da thiệt là tức cười quá đi. Mấy dạo trước tôi trồng hoa hồng, hoa cúc, hoa lan, hoa quệ, ông hái về ông chưng tôi còn chấp nhận được. Hôm nay tôi trồng hoa dâm bụt đó chứ hả? Ừ. Thì ông chưng cái kiểu gì chứ hả? Riêng hoa dâm bụt không phải là để chưng. Thì ông để làm cái gì? Làm thuốc. Làm thuốc? Ừ, cô nương không biết đây thôi. Các loại hoa cũng có công dụng làm thuốc nữa. Mà đặc biệt một điều mà cô nương còn không bao giờ có thể biết được, đó chính là hoa tên là gì thì công dụng nó y hệt. Vậy thì hoa dâm bụt là trị bệnh gì chứ hả? Hoa dâm bụt. Thì mụn nhọt á, mụn nhọt. Hey, hey. Đó, sao làm sao? Tưởng hoa dâm bụt trị bệnh. Hay da. Cậu kia. Ôi ôi. Hay da. Hay da. Vị công tử, trời ơi, vị công tử, vị công tử. Đại phu, hãy qua làm đúng với lại cái tên gọi của mình. Tôi làm cái gì nhỉ? Đại phu. Là đại phu là làm cái gì nhỉ? Đại phu chữa bệnh bắt mạch người ta đó mà. Để qua liền. Làm cái gì mà vừa mới vô giường người ta là nhảy đành đành vậy? Úi dồi ôi cô ơi, cái anh này anh ấy ngất rồi. Ê hay già, anh ấy bị gì mà ngất xỉu đó chứ hả? Chắc là trúng độc đấy. Ê trúng độc. Cái hoa mà anh ấy vừa ngắt đấy là hoa gì vậy cô? Tôi cũng chả biết nữa. Trời ơi, cô trồng hoa cô không biết. Bây giờ mà cô không biết là hoa gì thì phải bê qua nhà tôi mới trị được đó. Chị thì nhanh tay nhanh chân đi chứ hả? Hay một à. Rồi. Trời. Gái nhà ai mà dễ thương dữ vậy trời. Trời, con gái có nửa vô duyên, sàng qua sàng lại, bảo sao giờ này vẫn ế. Gì vậy? Gì? Trời ơi, trời ơi, như con khỉ trời ơi. Cô dễ thương quá. Nè ông nhìn đi, cái mà như một con cá trê mà tôi là thầy ăn cá trê à. Vô hai cái râu trời ơi, thấy ghê, mình khỉ mà đầu cá trời, quá trời, quýnh vô người mình luôn quá trời. Này thôi thôi, này tập trung vô làm thuốc chữa bệnh cho cậu, giúp tôi một tay đi này, gọt cái này ra. Trời, ông cứ lo đi trời. Trời ơi, khỉ nghe chó sủa hết rồi. Trời, dễ thương quá, cưng quá trời cưng, trời mặc cái áo quá trời luôn. Ôi trời ơi, nhỏ nhà kế bên này á là ế quá, nên là má nó hôm qua vừa mới sang kể chuyện với tôi á, là gả cho một ông già 50 tuổi rồi. Rồi cũng ông người đầu xóm này này, ông gì mà nhà có ba con chó bự chả bá lửa đó. Cái cục này lấy cái ông 50 tuổi. Thấy xứng quá rồi thì bây giờ tuổi này mà còn chưa có chuyện cho. Ôi trời trời, cái nhà mày chịu mấy cái mày chuẩn đi. Trời trời, chúng tôi không tưởng hết, chúng tôi học máu này trời ơi. Đúng rồi, vậy có thể là người này đã trúng độc hoa tình. Hey, thiệt là xanh tươi quá đi hà. Wow. Ôi cha không uổng công, cái cây này mình dung trồng biết bao nhiêu lâu, bây giờ nó đã ra hoa rồi chứ hả? Chinh chinh cô nương. Hey, Trần đại phu, hôm nay em qua đây lại có chuyện gì chứ hả? Chắc chắn là có chuyện, ta mới tìm cô. Ông tìm tôi làm cái gì? Có khi nào ông qua đây để tiếp tục chôm chĩa bông hoa tôi mới dùng trồng đúng không hả? Tôi đâu có rảnh đâu. Tôi không có cần hoa, tôi đến tìm cô phải cứu tôi. Cứu? Đây là chuyện liên quan tới mạng người đó. Trần đại phu. Chính hắn đó. Người con trai té sấp mặt ở vườn nhà cô hôm bữa chính là nó đó. Công tử. Râu râu cô nương. Công tử có sao không chứ hả? Công tử. Ai dạ. Công tử. Cô nương ơi, bây giờ dường như là trong tôi đã trúng một cái nọc độc rất là kinh khủng. Và nọc độc đó chính là độc hoa tình. Chàng trai này đã yêu cô nương rồi. Hả? Nếu như cô nương không đáp trả, anh ta sẽ chết. Đúng vậy. Yêu em. Đúng. Em à. Anh. Dường như là lần đầu tiên gặp em. Những cái tiếng sủa của em. Những cái tiếng hát của em đã làm anh trúng phải cái độc hoa tình. Đúng rồi, anh yêu em rồi.
Thứ bây giờ em mà không chấp nhận anh mà em yêu cái lão già xấu xí này. Dạ. Cái nhà mà có ba con chó. Anh sẽ đập đầu vô đây anh chết. Đấy. Em đừng nói gì nữa. Bây giờ em có chấp nhận anh không? Em chấp nhận. Em vừa nói chấp nhận đúng không? Dạ. Rồi vừa cái chữ chấp nhận của em nó như là liều thuốc mà nó đâm vô trái tim của em. Đúng rồi. Cứu người chỉ đơn giản thế thôi sao? Thế thôi đấy. Bây giờ kể từ nay em là của anh. Đó. Em đồng ý. Anh có một món quà tặng em. Trần Đại Phu. Đây. Làm vợ anh nha. Wow. Oh my god. Món quà thật là đẹp. Vâng. Tại sao anh biết em thích quà này mà anh tặng cho em đúng ngày cái quà này vậy? Hên á. Thấy đẹp đẹp hái tặng thôi chứ không biết lắm. Nhưng mà anh biết không, rất là trùng hợp là hai đứa mình tâm đầu ý hợp. Bên nhà em cũng trồng một loại hoa y chang là xì đúc cái quà này luôn anh chứ biết, hả? Anh biết mà, anh đó. Biết. Đó. Ủa đâu? Đó, nè. Đó. Cái. Đó. Là trên cái nải chuối anh nhổ xuống. Đây. Anh nhổ quà của em. Vâng. Chà, nhị công tử à, tại sao lại sống chung với Trần Đại Phu rồi lan nhiễm cái tính xấu của ổng? Quà đẹp người ta trồng tốt biết bao nhiêu là công, biết bao nhiêu là sức thì phải giữ gìn chứ, được ngắm chứ làm sao phải hái của người ta vậy chứ hả? Tâm lý chung của con người đó là không thể làm ngơ trước cái đẹp. Vậy nên khi thấy một bông hoa đẹp, mấy ai có thể kìm lòng. Và nhiều người trong số họ không chấp nhận việc chỉ đứng nhìn cho thỏa mắt. Họ muốn sở hữu những cành hoa rực rỡ đó. Và một khi đã hái và sở hữu bông hoa ấy thì bạn đã trở thành một kẻ trộm. Thế nhưng bông hoa được hái trộm, họa chăng chỉ tươi được vài ngày. Trong khi đó, nếu nó được ở trên cành thì bạn sẽ được ngắm nhìn nó lâu hơn nữa. Và bạn hãy thử nghĩ, nếu một bông hoa bạn dày công chăm sóc bỗng một ngày biến mất, liệu bạn có giữ được bình tĩnh? Thế nên, người trồng hoa cũng sẽ vô cùng tức giận nếu họ rơi vào trường hợp đó. Hoa đẹp là để ngắm, còn nếu muốn sở hữu nó, hãy đi mua, chứ đừng hái trộm, bạn nhé. Ngồi ngọt sao hài cũng dễ thương. Trinh Trinh có nóng không? Dạ, nóng. Trinh Trinh uống nước không? Dạ, không ạ. Mình uống trước nha. Dạ. Ngáp cũng dễ thương. Ai mà ngồi đây? Em. Cái gì vậy? Xoài nhà ta thử qua đây gọt gọt gì đây? Ở đâu qua đây? Hay da, công tử đừng có đóng kịch với em nữa mà. Em là Trinh Trinh cô nương đây mà. Trinh cái gì, cái mặt gì mà Trinh gì? Trinh tai lòng đèn. Trời ơi nè, tôi nha, tôi ghét nhất là ai đeo lòng đèn nha. Râu nè, râu cá trê mà sủa. Trứng chó, tôi ghét nhất người phụ nữ vậy nha. Đừng bày đặt rồi thấy tôi mê qua đây kiếm chuyện nha. Tôi đi kêu người quýnh con nè. Hay dạ, công tử uống cái gì đây? Chà, thuốc dòng tình. Vậy chẳng lẽ anh ấy đã thật lòng dòng tình với mình và hết yêu mình rồi hay sao? Và từ đó, tại nơi cô gái chết, mọc lên một loài hoa trắng bé nhỏ, xinh xắn, thơm ngát. Người đời gọi đó là hoa lài. Những cánh hoa bé nhỏ với mùi thơm ngát đó dường như là để xua đi sự thúi hoắc của cuộc đời cô gái. Và cũng từ đó, trong nhân gian, người ta cũng có một câu truyền đời, đó chính là hoa lài cắm bãi. Ôi trời ơi! Bãi! Đồ lăng băm dởm! Dính vì ông đưa tước tập lại mà tôi bị mất người yêu đó! Trả người yêu cho tôi! Lăng băm! Và từ đó... Thế thì người ta đang vui mà.